Xin chào các anh chị em đồng nghiệp PTI. Sau nhiều ngày vắng bóng, rất vui được trở lại với các anh chị qua bản tin nội bộ. Tôi là Phương Anh của PTI News. Trở lại lần này, chúng tôi những biên tập viên PTI News rất mong mang lại cho bản tin một sức sống mới, kịp thời phản ánh hơi thở kinh doanh và những hoạt động quản lý của tổng công ty và các đơn vị thành viên. Xin được bắt đầu bằng chuyên mục PTI 60 giây. Một phòng thư viện diện tích 90m² có trị giá 400 triệu đồng đã được PTI trao tặng cho các em học sinh tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. PTI đến thăm và cam kết đồng hành với cầu thủ Hùng Dũng trong việc điều trị chấn thương. PTI và ASC Group đã ký kết hợp tác về việc phân phối sản phẩm bảo hiểm trên sàn thương mại điện tử ringxe.vn. PTI trao hai giải thưởng Hole in One trị giá lần lượt là 200 triệu đồng và 50 triệu đồng cho hai khách hàng đã đăng ký chơi golf qua Intergolf và Vietnam Golf. Phó Tổng Giám đốc vùng miền Bắc và miền Nam đến làm việc với từng đơn vị thành viên để chia sẻ định hướng phát triển cũng như các giải pháp mới trong giai đoạn 2021-2025. Các hoạt động đào tạo diễn ra sôi nổi. Ban bảo hiểm tài sản kỹ thuật phối hợp với Swidri để tổ chức buổi chia sẻ về chủ đề nhận biết rủi ro trong thi công xây dựng công trình thủy. Ban bảo hiểm xe cơ giới tổ chức chương trình đào tạo cập nhật những điểm mới về Nghị định 03 và Thông tư 04 của Bộ Tài chính về sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. PTI phát động cuộc thi MC Pro trên phạm vi toàn hệ thống. PTI Bình Dương tổ chức đào tạo sản phẩm bảo hiểm sức khỏe vàng tại 5 bưu điện tỉnh. Tiếp theo bản tin ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp chuyên gia thông tin Mr. Chuyển động đến từ PTI. Vâng, chào chị Phương Anh. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Mr. Chuyển động từ bản tin PTI News. Chào anh, tôi cũng đang định giới thiệu anh với mọi người đây. Trông anh rất là vui vẻ và không biết là anh có điều gì muốn chia sẻ không ạ? À thì cũng không có gì đâu ạ, chẳng qua là tôi muốn khoe cái giấy chứng nhận bảng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới AM Best mà mình vừa được cấp đấy. Giấy chứng nhận gì vậy anh? Anh có thể nói rõ hơn được không? À, cũng đơn giản thôi. AM Best là một tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Và đây là lần thứ 2 PTI vinh dự được nhận giấy chứng nhận này đấy. Ồ, thật là tuyệt vời. Việc được một tổ chức xếp hạng của thế giới đánh giá ở mức B++ một lần nữa khẳng định được vị thế dẫn đầu thị trường của PTI, đồng thời tạo thêm nhiều thuận lợi cho PTI khi tham gia vào các dự án lớn trên thị trường cả nước và khu vực. Chứng nhận này chính là tấm hộ chiếu thông hành trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để được xếp hạng ở mức B++, PTI đã phải trải qua 8 tháng làm việc căng thẳng với AM Best để đáp ứng được nhiều chỉ tiêu khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Cái xếp hạng tín nhiệm nó được cấu thành bởi 5 cái hợp phần chính. Hợp phần thứ nhất đấy là sức khỏe, tài chính, là bảng cân đối kế toán. Cái thứ hai đấy là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cái hợp phần thứ ba đấy là cái hồ sơ kinh doanh của doanh nghiệp. Hợp phần thứ tư đấy là cái công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Và hợp phần thứ năm đấy là cái rủi ro của chính quốc gia mình. Thế thì cái hợp phần thứ nhất đấy là cái sức mạnh của bảng cân đối kế toán. Thì qua cái sức mạnh của bảng cân đối kế toán thì bên công ty xếp hạng họ sẽ đánh giá được cái khả năng an toàn vốn của một doanh nghiệp là như thế nào. Bởi vì là cùng một cái hệ số an toàn vốn giống nhau nhưng cái quy mô doanh nghiệp khác nhau hoặc là cái hiệu quả hoạt động lãi lỗ khác nhau của từng doanh nghiệp nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả hoạt động của doanh nghiệp về lâu dài. Hợp phần thứ ba đấy là cái hồ sơ doanh nghiệp. Thì hồ sơ doanh nghiệp là gì? Thì đây cũng là một cái phần rất là quan trọng trong quá trình đánh giá. Khi mà đơn vị xếp hạng họ đánh giá một doanh nghiệp thì họ đánh giá thứ nhất là cái danh mục sản phẩm của doanh nghiệp đấy. Liệu chúng ta có tập trung vào nhiều các cái sản phẩm có rủi ro hay không? Cái thứ hai là về đa dạng kênh. Thế thì có những cái đơn vị họ chỉ tập trung vào một kênh duy nhất, có những đơn vị thì có nhiều kênh phân phối khác nhau, thì PTI cũng rất là may mắn sẽ được đánh giá là một cái đơn vị có đa dạng kênh phân phối. Và đặc biệt cái lợi thế là chúng ta phân phối trên kênh Bưu điện Việt Nam thì nó là một cái điểm cộng rất là lớn của PTI. Cái thứ ba nữa đấy là cái mức độ tích tụ rủi ro. Vì có những doanh nghiệp họ chỉ tập trung tại một số địa bàn nhất định và một số sản phẩm nhất định, nhưng mà PTI cũng lựa chọn cái phương án là giảm cái tích tụ tối đa. Thì cái việc giảm tích tụ rủi ro như này cũng mang lại cái an toàn hoạt động của PTI. Đối với Việt Nam cũng như là thị trường trong nước thì cái công tác quản trị rủi ro nó là vấn đề rất là mới.
Nhưng mà đối với quốc tế thì công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp thì vô cùng quan trọng, bởi vì là nó sẽ đảm bảo là những cái lợi thế về hoạt động kinh doanh, về hồ sơ doanh nghiệp, về vốn sẽ được duy trì bền vững. Thế thì cái quản trị rủi ro doanh nghiệp nó sẽ tập trung vào các cái quy trình quản trị rủi ro, các cái công cụ để giúp cho doanh nghiệp phát hiện ra những cái yếu tố rủi ro trước khi thực sự nó xảy đến, để chúng ta đưa ra các biện pháp để giảm thiểu, phòng tránh. Thì tổng thể lại thì cái quá trình đánh giá của EMBES nó sẽ đi vào tất cả các lĩnh vực, tất cả các quy trình và tất cả các khía cạnh của một doanh nghiệp. Sau khi họ đánh giá toàn bộ khía cạnh doanh nghiệp rồi thì họ sẽ tính tới cái rủi ro của cả cái quốc gia đấy. Ví dụ như là ở Việt Nam thì nó đang thuộc cái nhóm rủi ro thuộc nhóm 4, thì nó cũng là một cái nhóm thấp trong khu vực. Họ sẽ đánh giá rằng là nếu một cái doanh nghiệp mà hoạt động rất là tốt nhưng mà đặt trong một cái bối cảnh kinh tế vĩ mô không được đánh giá là một cái nước phát triển thì chắc chắn là cái phát triển của doanh nghiệp nó cũng sẽ bị một cái giới hạn nhất định. Thì bao giờ cái xếp hạng của một doanh nghiệp hoạt động trong một cái quốc gia nhất định cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng bởi cái trần xếp hạng của cái quốc gia đó. Ngoài việc gia tăng vị thế, xếp hạng B cộng cộng cũng sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho các đơn vị của PTI khi tham gia vào các gói thầu ở quy mô khu vực và thế giới, đặc biệt là những dự án lớn cần đảm bảo vững chắc về nguồn lực tài chính. Điều đó thì có những cái ý nghĩa vô cùng quan trọng khi mà đi thực hiện dự án. Thứ nhất thì với cái việc xếp hạng tài chính tín dụng quốc tế thì thể hiện được cái năng lực tài chính, năng lực hoạt động và quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm PTI là rất tốt. Và thứ hai thì cái việc xếp hạng của tài chính quốc tế B cộng cộng này là đánh giá những cái ý kiến đánh giá về quản trị rủi ro của một doanh nghiệp, về chất lượng tín dụng, về khả năng thanh toán nhằm đáp ứng được các yêu cầu và nghĩa vụ bảo hiểm của PTI đối với khách hàng. Đó cũng là một cái sự mà thể hiện về cái sức mạnh về năng lực tài chính của PTI khi thực hiện và cam kết đến với khách hàng đối với những cái hợp đồng bảo hiểm lớn. Đối với thứ ba thì cái việc mà xếp hạng tín dụng về tài chính thì cũng hỗ trợ cho đơn vị thay đổi về quản lý hệ thống nhằm chuẩn mực theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm tăng năng lực cạnh tranh cũng như là đáp ứng được cái tính chuyên nghiệp của PTI. Xếp hạng của AM Best sẽ là tiền đề giúp PTI mở rộng thị trường vốn trong nước và nước ngoài, tiếp tục vươn lên trở thành doanh nghiệp bảo hiểm bán lẻ dẫn đầu thị trường. Trong tháng 4 tới, chúng ta sẽ có rất nhiều hoạt động quan trọng. Hãy cùng đón nhận những thông tin nóng hổi của tháng tiếp theo. Nói lời tạm biệt, chúng ta hãy cùng thưởng thức tiết mục minh họa ấn tượng sẽ được ra mắt trong tháng 4. Xin chào và hẹn gặp lại! Tựa như môn học không hề khó, em lướt qua hơn một tiếng, nhưng đủ lâu để anh với em nhớ bài. Vì bao hiểm đâu không hề dễ, nên bỗng nhiên em lại bi vò đầu bứt tai, không biết anh có hiểu. Hình như em thích PTI, thích thật rồi, còn yêu thì chắc hơn 20 năm. Một dịch vụ mới mà rủi ro thì rất là khó cấp đơn. Hình ảnh rủi ro mọi người cũng xếp điều kia tốt hay sơ sài, rồi lại cũng nhớ đến công trình. Bọn mình cấp đơn đi anh ơi, cấp online đi, cấp đơn hết mình bồi thường hết nhầm. Cấp đơn hết mình bồi thường hết nhầm. Học không hề khó,
em lướt qua hơn một tiếng, nhưng đủ lâu để anh với em nhớ bài. Vì bao hiểm đâu không hề dễ, nên bỗng nhiên em lại bi vò đầu bứt tai không biết anh có hiểu. Hình như em thích BTI, thích thật rồi, còn yêu thì chắc hơn 20 năm. Một dịch vụ mới mà rủi ro thì rất là khó gấp đôi. Hình ảnh rủi ro gửi ngay liền, mọi người cũng xếp điều kia tốt hay sơ sài, rồi lại cùng nhau đến công trình. Bọn mình cấp đơn đi anh ơi, cấp online đi, cấp đơn hết mình bồi thường hết nhầm. Bảo hiểm tài sản là gì với em? Bảo hiểm xây dựng làm nhiều mới quen. Bảo hiểm tài sản là gì với em? Cấp đơn hết mình bồi thường hết nhầm. Cấp đơn không phải bằng tay, cấp đơn là phải online hết rồi. Bây giờ không phải là xưa, em sao phải ngại cấp đơn cuối ngày. Rủi ro có thể xảy ra nhưng mà sàng lọc giảm đi rất nhiều. Máy móc cần tra mới giàu công trình xây dựng đầu tàu online. Rủi ro gửi ngay liền, mọi người cũng xếp điều kia tốt hay sơ sài, rồi lại cùng nhau đến công trình. Bọn mình cấp đơn đi anh ơi, cấp online đi, cấp đơn hết mình bồi thường hết nhau.